Xin chào anh chị, thì xin vừng chào quý cô chú. Thì ngày hôm nay em có đến đây để quay phim và báo giá dùm cho một cái anh khách hai con bò chữa nghe anh chị nha. Trước mắt của chú anh chị và các bạn là hình ảnh của một con bò bô lai sinh. Con này thì đang mang thai lứa thứ hai, tình trạng là được 6 tháng thai. Về ngoại hình thì anh chị có thể thấy đây là một con bò khá là cao to, bự con, và chân móng đi đứng thì đảm bảo nghiêm chỉnh. Vấn đề về về đảm bảo về vấn đề sinh sản thì ở đây anh chủ nhà sẽ bao lò lưu hí tử cung cho anh chị trong vòng 3 tháng tới, kể từ khi anh chị mua bò về ha. Nếu như mà anh chị nuôi có hiện tượng lòi lưu hí tử cung trong vòng 3 tháng đầu tiên thì anh chủ nhà nhận lại hoàn tiền cho cô chú anh chị và các bạn đầy đủ ha. Ngoại hình thì đầy đạm, bò thì bự con, chân móng anh chị thấy không, móng sò trụ đứng rất là vững. Và kế bên con này là con kem Pháp đang mang thai lứa đầu tiên, nói chung là con này tơ đang mang thai lứa đầu, thì con này cũng được 6 tháng thai rồi anh chị. Nói về ngoại hình thì anh chị có thể thấy qua cái video ha, bò thì khá là lực, bò dậu yếm thì thôi khỏi chê rồi, rúng bài bản, chân móng thì đi đứng hoàn thiện, đảm bảo nghiêm chỉnh về vấn đề trật lõi anh chị nha, bao trật lõi cho anh chị luôn. Bò nè rất là đầy đạm, bò tơ, con này tơ đang mang thai lứa đầu. Và giá của con này thì nó cũng yêu thương thôi, con này đang báo giá trực tiếp cho bà con cô bác như quý anh chị em, con này chốt giá 22 triệu bao chữa 6 tháng. Còn con bên đây 23 triệu nha anh chị nha. Đây, con này 23 triệu. Anh chị nào có nhu cầu mua thì có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của em. Cặp bò này chốt giá cho anh chị mỗi một con có giá bên đây là 22 triệu nè, bao chữa 6 tháng. Con này 23 triệu bao chữa 6 tháng anh chị nha. Bò bự con cao to. Anh chị chúng ta nhìn chúng ta xem, và một chút xíu nữa em sẽ cập nhật thông tin về số đo chiều cao để anh chị ước lượng ra bức tường là cây cột để mà mình quyết định mình mua ha anh chị ha. Về ngoại hình, dậu yếm, chân móng rúng, anh chị có thể thấy trực tiếp qua video. Bò đảm bảo nghiêm chỉnh, không chật lõi, không áp xe, không xuống rúng xuống ruột gì nha cô chú anh chị và các bạn nha. Mặt mày, đầu cổ cũng như là cấp mình rất là rõ ràng, rất là chi tiết. Bò tình trạng bao chữa 6 tháng hết nha, ở đây thăm khám rồi. Và trong vòng 3 ngày đầu tiên anh chị chúng ta mua bò đó, chúng ta phải nhờ bác sĩ thú y gần nhà thăm khám lại một lần nữa và thông báo với em coi bò này có thai không. Nếu như mà không có thai thì bên em nhận lại hoàn tiền đầy đủ cho anh chị. Còn mà có thai rồi thì mình vui vẻ mua bán với nhau ha anh chị ha. Có thể giới thiệu với những anh chị em hàng xóm láng giềng xung quanh để mà chúng ta có thể trao đổi, chúng ta có thể tham khảo và chúng ta có thể mua bán với nhau đó, với các hình thức nói chung là được đảm bảo nghiêm chỉnh, được đảm bảo an toàn cho hai bên giao dịch mua bán. Và những cái chế độ bảo hành kèm theo chế độ là được kiểm tra hàng trước khi thanh toán thì anh chị chúng ta cứ yên tâm mua bán trên kênh của em, thì quý anh chị sẽ được quyền kiểm tra con bò, kiểm tra về thai đó anh chị ha, đảm bảo cho anh chị dễ mặt an toàn, khỏi sợ phải bị người ta lừa, khỏi sợ phải bị người ta gạt. Nói chung hồi xưa anh chị về những cái con bò này nè, em nói thiệt là người ta bán là người ta không có bảo hành cho anh chị đâu, thiệt anh chị đã từng mua anh chị biết đó, nhà lái người ta hồi xưa bán đâu có bảo hành, nghe nói bao bao cho anh chị thôi, tới những vấn đề về đụng chuyện anh chị nói là người ta phủi ngang à. Mấy ông lái bò nói chung hồi xưa mấy ông ác lắm chứ không phải như bây giờ đâu. Có mấy chương trình đứng ra bán cho anh chị được bảo đảm, bảo lãnh cho anh chị đầy đủ hết, an toàn khi mà mua bán. Giờ có ông lái bò nào mua bán mà không có bảo hành, không có ấy đó thì mấy ông lên dễ hết rồi. Mấy ông làm việc không có tâm, mấy ông mà chủ yếu muốn lừa người ta để lấy tiền, mấy ông lên dễ hết rồi. Nhưng này chiều cao á, tại phía sau khu lộ mét 35 nha anh chị, bò bô lai sinh nè, bao chữa 6 tháng. Còn Pháp này chiều cao tại phía sau khu lần 1m3 đó anh chị đó. Và tình trạng hai con bò này bao chữa hết nha. Anh chị nào có nhu cầu mua thì liên hệ giùm em. Và bây giờ em xin kết thúc video đây và hẹn gặp lại bà con cô bác anh chị ở video kế tiếp.